bị phải reset lại quá. Cấp hồ mở lại quá anh ơi. Lâu lâu nó bị. Cái thằng này nó cũng vậy đó. Ô, đồ nghề mình để ở đây hết vậy trời. Cái ghê quá vậy. Đồ nghề để tùm lum hết đây. Để coi coi khi nào đó nó nhảy đó. Không biết khi nào nữa đẹp hơn xui, nhưng mà nhớ nó chạy tí xíu nó bị. Con rớt là nó bị cao hả?